Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Copy của mình nha. Thì hôm nay có hai đơn cá nè các bạn. Hai đơn cá nói chung là đủ tiền mua Artemia cho cá ăn thôi. Cũng 400-500 ngàn à. Đó, thì ông mà thông tin lộ ở đây hết rồi ta. Mà thôi không sao đâu, có anh em không mà. Rồi bây giờ mình nuôi đam mê thôi các bạn. Rồi giờ có anh shipper anh tới anh hút hàng đi luôn rồi. Rồi anh đi anh. Rồi chào anh nha. Chào em nha. Rồi đây. Chào. Rồi giờ vô đây các bạn. Vô. Thì bữa nay mình cũng có nuôi thêm một ít cá kiếm các bạn. Nuôi đam mê thôi nè. Kiếm thì mình nuôi cũng cách đây tháng mấy trước rồi. Thì bây giờ nó đẻ cho mình được bầy này các bạn. Đây là kiếm sọt kỳ cao rồi đó, nó cũng chưa rành lắm. Đó. Nè, để mình quay gần cho các bạn xem nha. Thôi, zoom gần lại nè. Đó, nó mới đẻ cái đây được có mấy ngày à? Tuần vậy đó. Các bạn này thấy không? Màu nó lên, nó chưa lên màu á, nó lợt vậy. Đó, khi nào mà nó già nó mới lên màu đẹp. Nó, đây là kiếm sọt kỳ cao nha các bạn. Ai chơi kiếm thì mọi người sẽ biết. Thì mình mới nhập ít trùng về nè các bạn. Nhập ít trùng về cho tụi nó ăn nè. Trùng chỉ nè. Đó. Banh ra cho tụi nó ăn cho nó, mấy con này nó cuộn chặt quá thì mấy cá con nó ăn không có được á. Nó banh ra sáng rồi ra banh ra một nùi vậy rồi quăng lại rồi nó, mấy con này nó làm tù lại à. Đó. Mình quăng mỗi thứ mỗi góc nè các bạn. Giờ là nuôi đam mê thôi nhưng mà tốn tiền má ơi luôn. Các bạn ở Sài Gòn thì trùng các bạn rẻ, trùng chỉ hay là những thức ăn nó rẻ. Còn ở mình á thì trùng chỉ này nó cao lắm nè. Còn các bạn thấy mình hồi xưa có video mình đi vớt Artemia á, thì hiện tại là cái chưa tới mùa các bạn, chưa tới mùa nha. Mùa Artemia của tụi mình là từ nắng, tháng nắng bắt đầu nó nắng rồi nè, là bắt đầu nó từ đây sắp lên nó có tới miết tới cái tới dù mà tới Tết đó các bạn. Tới Tết là mưa bão á các bạn, là cái nước ở ngoài ruộng muối á nó mưa xuống á thì nó sẽ lạc nước á, nước nó không còn mặn nữa, là cái môi trường nó không thích hợp cho, cũng thích hợp cho con Artemia nó sống, nhưng mà nó sẽ có những cái con cá rô, người ta là cá rô phi á, cá phi nước lợ, nước mà nước mặn á, là nó sẽ vô những cái đìa nó ăn. Nó sống thì nó ăn hết mấy ngày, tự nhiên nó không sinh sản được thì nó cứ vòng tuần hoàn vậy các bạn. Thì cứ tới một tuần, tới một năm thì khi nào mà nước sắc lại thì mấy con rơm phi đó nó sẽ chết, nó không sống được trong cái môi trường mặn quá thì nó chết, thì con mia này nó có thể phát triển được đó. Nên là bây giờ hiện tại nó chưa tới mùa, và với lại là cá của tụi mình của này cũng ít rồi, mình cũng không có mua, không có bán hết đó, không có được bao nhiêu hết, nên mình cũng không có đi vớt bao nhiêu. Mình nuôi mình chủ yếu là mình cho ăn Artemia, Artemia ấp nở các bạn, với lại là Artemia ấp nở với lại là lâu lâu mua trùng cho nó nè. Trùng các bạn biết bao nhiêu một ký không? 260.000 một ký đó. Mình mua từ Nha Trang về ship về đây 30.000 nữa là thành 290.000 một ký đó, các bạn thấy không? Trùng gấp đôi ở Sài Gòn đó, lâu, nhưng mà mấy con nào mà được ưu tiên á, mấy đứa nào, mấy con nào mà nó được ưu tiên á thì sẽ cho ăn trùng thôi đó. Mấy con này nè, hết kiếm sọt nè, mình mua cái giống cũng cao các bạn, mình mua cái giống tầm 500.000 một cặp, 500.000 một cặp. Thì anh em mà chơi á có thể là ủng hộ mình nha, mình bán rẻ cho, nói chung là mình chuyên đập giá mà các bạn, mình chia sẻ lại giá rẻ cho mình, nói chung làm chủ yếu là để cho làm sao ta, để cho nó đủ tiền thức ăn, đủ tiền nuôi đam mê được các bạn. Mai mốt có chỗ, tại dâm mình chỗ còn nhiều mà, mình làm một công việc khác nữa. Bữa nay làm nông dân rồi các bạn, giờ hết làm ở Sài Gòn về làm nông dân rồi các bạn. Đó, kiếm nè các bạn đó, mình quay gần các bạn xem á, mình đưa xa ra thì cái mic nó nhỏ nha. Đó, kiếm đẻ nhiều các bạn, nó đẻ con đẻ lứa đầu á mà 150 con các bạn, ghê thiệt.
lúc đầu 150 con, ai cũng khủng khiếp hết, mấy anh chơi kiếm lâu năm á còn cũng kêu ồ sao đẹp khủng vậy nè. Còn có con rất rô đẹp nè các bạn, show các bạn xem cho vui. Rất rô này bồ cá đẹp mới lấy về nuôi làm nuôi nè. Còn cái bồ cá của mình quăng à. Mình nói chung là không phải là quăng mà mình bán rẻ 20.000 cho người ta đi cho nhanh. Ok nha các bạn. Cá rô nó ra rô đủ rô đẹp. Đây. Nuôi giờ đồ chủ yếu đam mê thôi chứ không có bán nhiều nữa. Giờ mình mới cái đơn đó, mình mới bán được mấy cái đơn này các bạn nè. Coi sọt AB coi sọt đi bông nè. Đèn nó chói á, chứ không thôi nhìn mấy con này nhìn đẹp lắm. Đèn nó chói. Chói ánh sáng á, nói chung là chói ánh sáng từ ngoài vô á. Nên nó cũng như đây. Nó bán được mấy con này để mà đủ tiền thức ăn này các bạn. Đủ tiền thức ăn thôi chứ không có nhiều. Đây là nữa nó nữa, AB Retro mình còn nhiều. Rồi anh em nào có mua coi không? Coi đỏ nè. Sao không à? Cái con này sao nó nhìn đù. Coi Red Air Ribbon Gen. Mình nuôi tới mức này rồi nó đết lên tay. Thôi chắc bỏ cho rồi. Nuôi đại, nuôi chơi. Mà sao nó nhìn nó ngu rồi, chắc nó muốn bệnh rồi. Nắng nóng quá nó muốn bệnh rồi các bạn. Thôi không bán. Khi nào nó khỏe rồi mình bán, mà bán cỡ 30.000 cặp thôi. Ai mua hết được thì mua. Các bạn nhìn nó phim nó làm đỏ luôn nha. Sắc phim nó đỏ. Red Air Ribbon. Đó. Đó, giờ nhà mình cũng hết cá rồi. Cá đâu còn bao nhiêu đâu các bạn. Giờ nuôi cho vui à. Rồi ở đây cái hồ kính cũng trả luôn rồi. Giảm tải công việc xuống. Đây là mấy cái con cá giống của mình nè. Con mẹ nó nè. Con mẹ nó mới đẻ nè. Con mẹ nó hết kiếm sọc kỳ cao nè các bạn. Để mình vớt lên cho coi nè. Chạy. Sao mà cái camera mình vô cái phim không nền xanh cái nó mờ mờ thôi. Đó con mẹ nè. Sọt kia cao nha các bạn. Đó. Đẹp không? Đẹp mấy dòng lên có mấy con này lên hồ kính đẹp lắm. Cái kỳ của nó nè, cái kỳ á, cái bê lưng của nó nè. Cao to dài. Đó. Còn một mình mua hai cặp. Con này thì nó còn nhỏ quá. Nó chưa đẻ. Nó sao mà nuôi cùng lứa cùng size hay sao mà cái con nhỏ con to không biết nữa. Hay thiệt. Khi nào mới đẻ đây biết. À đang ôm trứng. Mà mấy con này châu bò lắm. Các bạn nuôi đừng có để gì ta. Phải nghe nói là phải nuôi phải có ánh nắng á các bạn. Mình cái kinh nghiệm mình chưa có nhiều đâu. Nhưng mà nuôi vào chỗ nào mà có ánh nắng vô á thì nó đỡ bị nấm, đỡ bị bệnh. Đó. Mấy con này nó cũng bào trùng dữ lắm, mình ưu tiên thôi. Mấy con nào mà cá sình thì được ăn ngon thôi. Cái này chậm nữa cho nó ăn trùng nè. Cho nó ăn trùng chỉ nè. Còn đây còn hồ cá bạn, cá ba đuôi nuôi chơi thôi các bạn. Nuôi chơi thôi, nó to ghê không? Mấy bữa mua về chút ép à. Mua về mấy con như này nè. Mua về cỡ đây không à. Đây là cái con mình mua về to nhất nha. Nhưng mà bây giờ nó nè các bạn. Đó, mình cho ăn 100% bằng mình cho ăn 100% bằng ăn gì ta? Bằng cám luôn á. Không có cho ăn cái gì hết á. Mấy con đây là buffalo vậy nè. Ủa sao nó bị gì rồi? Ồ trên lưng nó mọc sừng nè ông ơi. Đẹp dữ ta. Con này nó ngon nè. Anh em nào biết chơi mình hỏi cá nha. Con này trên lưng nó mọc sừng nè. Đó anh em nào biết giá bình luận lên cho mình cái nha. Mấy cái loại này nó mắc tiền không nha. Đây là buffalo vậy đó. Đầu đỏ rồi giống như con anh chu vậy mà nghe nói vậy. Nhưng mà mình cũng không rành.
nghe ông anh chỉ nói vậy thôi. Hồ nước mình ổn định rồi các bạn, hồ nước này giờ khỏi bệnh rồi. Hồi trước cái đợt nó nuôi ngu á, nuôi ngu nên nó bệnh tùm lum, giờ nó không bệnh nữa rồi. Trước là bệnh chưa nước chưa ổn định mà đã nuôi thả con nuôi á thì nó bệnh, giờ ra vật cái này cũng vui. Đây là Oranda sọt tai, Oranda sọt tai đó. Mình quay lại những cái khoảnh khắc này để mà đam mê thôi, đam mê là chủ yếu. Ơi, video cũng dài rồi, thôi mình đi thay nước cá nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. 2